Mới đây, trang Score 90 đã công bố danh sách 5 cầu thủ đóng góp trực tiếp vào bàn thắng nhiều nhất năm 2023. Tại đây, hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều có mặt. Điều đó phần nào cho thấy bộ đôi này vẫn đang sở hữu phong độ cao bất chấp đã bước qua tuổi 35. 1. Karim Benzema, tổng số bàn thắng và kiến tạo, 35. Sau khi giành được danh hiệu quả bóng vàng 2022, Benzema vẫn duy trì phong độ cao và bỏ túi hơn 30 bàn cho Real mùa trước. Lúc này, Benzema đã chuyển sang khoác áo Al Ittihad tại Saudi Arabia. Vượt qua những mâu thuẫn ban đầu với huấn luyện viên Nuno Santo ở câu lạc bộ mới, Benzema đã nhanh chóng thể hiện được bản thân với 5 bàn, 2 kiến tạo sau 9 trận đã đấu. Trong danh sách 30 đề cử cho quả bóng vàng 2023, Benzema cũng góp mặt. 2. Kylian Mbappé, tổng số bàn thắng và kiến tạo, 38. Ở tuổi 24, Mbappé là trụ cột của đội tuyển Pháp lẫn câu lạc bộ PSG. Tính từ đầu năm 2023, Mbappé đã ghi được tổng cộng 30 bàn thắng cùng 8 đường kiến tạo. Hè vừa qua, Mbappé gặp một số chuyển nhượng liên quan đến đội bóng chủ quan. Đã có thời điểm, Mbappé bị đẩy lên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, khi được trao cơ hội trở lại, Mbappé lập tức tỏa sáng với 5 bàn sau 3 trận gần nhất cho PSG. 3. Cristiano Ronaldo, tổng số bàn thắng và kiến tạo, 38. Trải qua một năm 2022 không như ý, Ronaldo đã tìm lại phong độ. Sau 35 trận, siêu sao người Bồ Đào Nha đã bỏ túi tổng cộng 38 bàn thắng và kiến tạo. Sau kỳ nghỉ hè, CR7 bùng nổ với 12 bàn, 5 kiến tạo sau 11 trận cho Al Nassr. Theo thống kê, năm nay Ronaldo chỉ cần 99 phút để ghi được một bàn và 81 phút để đóng góp trực tiếp vào một bàn thắng. Trong quãng thời gian này, Ronaldo trở thành đầu tàu giúp câu lạc bộ lần đầu lên ngôi ở cúp vô địch các câu lạc bộ Europe. Ở cấp độ tuyển quốc gia, Ronaldo cùng tuyển quốc gia cũng toàn thắng sau 6 trận ở vòng loại Euro. Ronaldo đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ đầu.